chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ đem đến cho mọi người một mẫu váy mà Phương tin rằng cô nàng nào mặc lên thì cũng cực kỳ tỏa sáng. Mẫu váy này thì Phương đã lựa chọn để có thể mặc đi ăn tối vào buổi tối ngày hôm nay và cũng lựa chọn trong cái buổi tiệc sắp tới. Mọi người thấy sao ạ? Rất là xinh đúng không? Mẫu váy này đến từ thương hiệu Melia với tông màu đỏ. Màu đỏ thì luôn là một cái màu mà được rất là nhiều các chị em ưa thích mặc trong những cái dịp tiệc tùng này hay là những cái buổi đặc biệt của mình, bởi vì màu đỏ mang lại sự may mắn và đặc biệt là cực kỳ tôn giả của các chị em nữa. Chất liệu của mẫu váy này là chất liệu taffeta cao cấp. Tiếp theo là phải nói đến điểm nhấn lớn nhất của mẫu váy này chính là những cái đường dây đá được đính kết thành hình những bông hoa. Mọi người thấy này, đó, rất là tinh xảo luôn. Ở ngay bên eo như thế này, vừa là một điểm nhấn nổi bật lại còn giúp chúng ta che được khuyết điểm bụng nữa. Mọi người thấy không ạ? Ở phần cổ thì được thiết kế dáng cổ vuông này, có phần chéo xuống như thế này để tạo cảm giác thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, khác lạ hơn và khoe được phần xương quai xanh cho các chị em. Ở phần tay thì được thiết kế dáng tay bồng nhẹ nhàng xuôi xuống để giúp cho mọi người có cảm giác là cái cánh tay của mọi người nó thon gọn, che được phần bắp tay nữa. Mẫu váy này thì Phương nghĩ rằng là mọi người có thể mặc để xuất hiện trong những bữa tiệc này, đi ăn tối, đi hẹn hò đều rất là phù hợp. Nếu mọi người thích mẫu váy này rồi thì hãy nhanh tay nhé, để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình chiếc váy đỏ này nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.